Thưa quý vị, thiết thực chào mừng kỷ niệm 79 năm Cách mạng tháng 8, 19 tháng 8 năm 1945, 19 tháng 8 2024 và Quốc khánh 2 tháng 9. Chiều qua, Hội Chữ thập đỏ tỉnh Đồng Nai phối hợp phần đường Pháp Tuyền ở phường Tráng Dài tổ chức phiên chợ không đồng trao tặng trên 300 phần quà cho người mù, người khuyết tật, học sinh và người dân có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn thành phố Biên Hòa. Với hình thức chợ không đồng, 226 người mù, người dân nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn thành phố Biên Hòa được trực tiếp đi chợ lựa chọn những mặt hàng thiết yếu. Với 26 sạp hàng, tại đây bày bán đầy đủ các loại nhu yếu phẩm, thực phẩm thiết yếu. Trung bình mỗi một người dân nhận được các phần quà trị giá từ 500 đến 700 ngàn đồng, tùy từng đối tượng. Thưa quý vị, dầu ăn, đường, nước mắm, đây đều là những thực phẩm thiết yếu được bày bán trong phiên chợ nhân đạo dành cho những người có hoàn cảnh khó khăn. Đây đều là những tấm lòng của các Phật tử, các mạnh thường quân để tạo nên một phiên chợ ý nghĩa và ấm áp tình người. Với người mù thì đa phần là đi bán vé số hay đi làm xe bóp, rồi có nhiều người thì sống nương tựa gia đình á. Cho nên là nhờ những món quà này thì giúp cho những người mù thì thật sự là giảm rất là nhiều cái phần khó khăn, mà nhằm giúp cho mình được xóa đi tự ti mặc cảm, mà mình cảm thấy là mình cũng còn được là sự yêu thương của cộng đồng và xã hội. Được sự giúp đỡ của chùa này, của sự thường chủ thập đỏ này, như vậy là rất chi là vui, và người dân cũng rất chi là hạnh phúc và rất chi là phấn khởi, giúp cho chị khó là bớt khó khăn hơn, đỡ khó khăn hơn, vượt qua những khó khăn, qua những cái giai đoạn mình cực khổ hơn. Thì ông có nhiều sự hoạt động và đóng góp của mạnh thường quân hơn nữa, để có nhiều người, không phải là riêng gì mình chị mà cả mọi người đã đều được đối phương sướng hơn. Dịp này, Hội Chữ thập đỏ tỉnh Đồng Nai và Phật đường Pháp Tuyền đã trao 4 xe lăn cho người khuyết tật, 80 phần quà cho các em mồ côi do dịch bệnh COVID-19, học sinh có hoàn cảnh khó khăn. Mỗi phần quà trị giá gần 700.000 đồng, bao gồm tiền mặt và đồ dùng học tập. Tổng giá trị hoạt động gần 400 triệu đồng. Sau cái chợ này, thì tôi sẽ tổ chức 100 phần quà để đi thăm những người lao động bị tai nạn và bị mất việc. Sau đó thì sẽ đồng hành với tổ chức khám từ thiện cho 250 người. Thì đa số là con em của gia đình liệt sĩ và các cô chú là cựu tù chiến sĩ cách mạng bị đó tù đài của hai thời kỳ kháng chiến, để thứ nhất là khám bệnh, thứ hai là tặng quà để xoa dịu cái nỗi đau, cũng là cái động viên chia sẻ để vượt qua cái lúc khó khăn như hiện nay. Đây là phiên chợ không đồng lần thứ 13 do Phật đường Pháp Tuyền phối hợp với Hội Chữ thập đỏ tỉnh Đồng Nai và các mạnh thường quân tổ chức. Chợ không đồng là hoạt động từ thiện nhân đạo ý nghĩa của Phật giáo Đồng Nai nhằm chung sức cùng đảng, nhà nước, chính quyền địa phương thực hiện tốt công tác an sinh xã hội, giúp người dân có hoàn cảnh khó khăn, người yếu thế trong xã hội có thêm điều kiện để cải thiện cuộc sống.